Tiếp tục kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14, sáng nay Quốc hội thảo luận về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2020. Các đại biểu nhất trí với việc sẽ lùi cho ý kiến dự án luật đất đai sửa đổi sang kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 để chính phủ tiếp tục chỉ đạo việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đề xuất nội dung sửa đổi trong luật đất đai, khắc phục các vướng mắc bất cập. Các đại biểu cho rằng thời gian qua, vấn đề quản lý đất đai có nhiều vướng mắc, thậm chí yếu kém, những bức xúc, khiếu kiện kéo dài của người dân phần lớn liên quan đến đất đai. Thống kê cho thấy có gần 70% khiếu nại của người dân liên quan đến đất đai. Tại sao Quốc hội không sửa đổi luật đất đai kịp thời? Cử tri và chính quyền địa phương mong mỏi có một đạo luật thật sự phù hợp, thật sự rõ ràng để chính quyền địa phương quản lý đất đai chặt chẽ hơn, người dân chấp hành pháp luật về đất đai tốt hơn và từ đó tôi nghĩ là sẽ hạn chế được vấn đề khiếu kiện về đất đai. Tôi cũng đề nghị chính phủ có cái động thái tích cực hơn đối với việc chuẩn bị trình các dự án luật này có trách nhiệm hơn. Tôi đề nghị giao chính phủ khẩn trương chỉ đạo tổng kết, đánh giá để làm cơ sở sửa đổi toàn diện luật đất đai năm 2013, chứ không chỉ sửa đổi bổ sung một số điều nữa. Nếu Quốc hội, chính phủ chậm xem xét sửa đổi bổ sung thì sẽ ảnh hưởng đến việc điều hành, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và việc giữ vững trật tự an toàn xã hội trong thời gian sắp tới. Các đại biểu cho rằng trước khi trình dự án luật để Quốc hội cho ý kiến thì cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, song việc xin lùi hoặc trình dự án luật không đúng tiến độ sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân cũng như sự phát triển của xã hội như luật đất đai vừa qua. Vì vậy, cần xem xét đến trách nhiệm của các cơ quan chủ trì soạn thảo, không để tình trạng này diễn ra nhiều lần qua các kỳ họp hoặc một dự án luật mà xin lùi nhiều lần.